Rồi, hello anh em nha. Hôm nay là gần 11 giờ trưa, ngày thứ năm, ngày 23 tháng 11. Em mới vừa ghé xuống khu vực Gia Kiệm ha. Đem về cho anh em xem một top chart. Hơn 3 tháng rồi nha anh em. Tụi này thì em đang thả đất luôn á, thả vườn luôn á. Đó, nên lông lá thì nó có xấu một chút nhưng mà nó nuôi dễ cực kỳ anh em ơi. À, những con gà mà đã thả đất, thả rẫy rồi đó. Đó, anh em nhìn chân của nó ha. Lấm tấm đất đỏ luôn nha anh em. Nên em mang về nuôi rất là dễ luôn. Mấy con này anh em thả vườn cho em luôn được nha. Tốp này có tới 8 mái nha anh em, hai trống. Anh em nào bắt mang về gia công thì em bắt con trống khác bỏ vô cho anh em ha. Ở đây dưới nhà em đang còn mấy con trống lớn tháng hơn mấy con này nữa. Đó. Anh em nào gia công ít vốn bắt đợt này là tuyệt vời nha anh em ơi. Em để có 800 một con thôi. Anh em nào bắt hai cặp là em bao phí ship cho anh em luôn nha. Tất cả mọi tỉnh luôn, tỉnh nào cũng ship cho anh em được ha. Tốp này dễ nuôi lắm nha anh em. Anh em nào mà chưa có kinh nghiệm nhiều á, độ gia công gà giáp là đúng bài luôn. Mấy con này nó dễ nuôi lắm. Tại nó giống như con gà ta thường của mình vậy thôi. Tại em đã thả vườn rồi. Đó. Em thì em thích giao cho những anh em nào chưa có kinh nghiệm á. Tại những con gà này á, nó đã dễ nuôi lắm rồi ha. Nó có sàng lọc tự nhiên rồi. Đó. Lông lá thì nó hơi xấu một chút nhưng mà nó dễ nuôi. Sau này anh em mang về nuôi á, nó đẹp lên, anh em nhìn nó thích lắm. Rồi, giá 800 một em nha. Ai có mến thì alo em. Chào anh em.